Rồi thì chào tất cả em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõm đẹp dài, mã số 02 đến từ Dubai đấy anh em ơi. Thì dạo gần đây là mình cảm giác mình không có đối thủ anh em ạ. Nên là hôm nay tôi sẽ làm clip gạ kèo các idol đang livestream ở trên TikTok để xem có ai solo thắng mình không nhá. Và những cái trận đấu này là hoàn toàn trực tiếp ở trên livestream của họ luôn. Ok, yo. Shop Đức Mõm Dubai.com, ông nội của uy tín, cụ tổ của an toàn. Nếu em muốn thử vận may với các vòng quay thì hãy vào shop của mình nhá. Ok anh em. Quay già, ứng cho tôi cái lúc like và cái lúc subscribe gì đó hả? Sao được có một viên vô đầu vậy trời? Luôn kia rồi. Hay quá trời ơi. Thôi hút đầu. Ôi bung ra trễ rồi. Ôi hay vậy. Ôi, mình nhảy ra sao rồi? Ủa ghê vậy, trời ơi cay thế nhờ. Ô quá là Đức Mõm mà, mới nói hết mà. Quá là cháy đến từ vị trí của Đức Mõm luôn anh em ơi. Ồ cháy gì ta. Đồ. Đây là trời, thôi đi tắt like đi ngủ luôn, 4-1 rồi. Rồi ok, bây giờ sẽ giao lưu với Đức Mõm anh em ạ.
Wow, kinh quá anh em, bay đầu rồi. Ui. Alo. Càng ngày. Ui. Trời ơi. Ui rồi. Ây da, càng thế. Ăn gì ông này coi. Rồi, bay cái đầu. Ốc hồn. Gì vậy? Ghê vậy cha. Ấy là bắn dữ chưa trời ơi. Just cause I'm